Anh em nhé, thì đây là con Samut 3000G của anh Lương Ngọc Căn ở bên Kiến Sương Thái Bình. Con này thì anh ấy mua của mình từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Đấy thì anh đã dùng được hơn 1 năm, đến nay thì nó bị hỏng thì anh gửi cho mình sửa nhá. Thì mình đã sửa xong con máy của anh nhá. Con này báo tình trạng bệnh là nó sẽ bị lỗi hệ thống dơ le và nó bị nổ một số cái linh kiện ở chỗ này, em đã thay thế xong, sửa xong. Đấy. Thay thế sửa chữa xong nhá. Thì ở đây em thay luôn cả dàn tụ của anh ấy nhá. Tụ của anh nó bị kém rồi. 36 con này tổng là mỗi một dàn này là 24 mi, thì đo được còn có 18 mi, chỉ là kém. Thì em đã thay xong nhá. Thử bấm cò cho anh em nghe tiếng máy này, thử này. Ở đây nhá, bấm cò phát quạt chạy nhá. Con này nó cần bị lỗi hệ thống quạt cơ. Quạt thì lúc đấy là nó một cái nó chạy khỏe, một cái nó chạy yếu thì nó không chạy được. Mình đã sửa xong, sửa hết rồi nhá. Thử bấm cò này, bấm một phát này. Đấy, máy này chạy 12-24 nhá. Vừa 12 vừa 24 V nhá. Thử nhá. Đây là nút đánh max công suất này, còn đây là nút đánh theo cái tần số đồng hồ mình chỉnh nhá. À, chỉnh 85 này. Tăng lên cao này, 20 này. Rất là khỏe nha. Đấy. Máy của anh có đấu cái cò chỗ này vào đây, hàn vào đây em thấy rất là lằng nhằng, và cái cò đấy dây nó đã bị đứt, nó không thông thì em dứt luôn nó ra rồi. Tí em chế cái cò khác mà em vào vỏ cho anh ấy. Chế cái cò khác em luồn dây ra ngoài cho anh ấy, cho anh đấu luôn cho nó thoải mái. Ok anh em nhá. Con này thì phép trước chưa sửa một lần nào nhá. Đấy, két của nó này chưa sửa một lần nào, có lần này mới hỏng thì mình đã sửa chữa xong nhá. Ok nhá, mai mình sẽ đóng vào và gửi về cho anh ấy nhá.